50. Mệt quá các bạn. Do cái mồm làm hại cái thân nè. Tại nó đó. Tại nó đó. Mệt quá. 51, 52. Không biết khi nào mới đến 100 kìa. Các bạn ơi, đây là xe cần cầu của mình, đây là xe quê hoạ của mình đó các bạn. Mẹ chào con trai. Con chào mẹ. Con ơi, mẹ mua táo Mỹ cho con nè. Wow, con cảm ơn mẹ. Xong rồi chút xíu con nhớ ăn táo nha, để mẹ đi làm việc đây. Dạ. Táo ngon quá. Em Đô La đang có táo Mỹ kìa. Mẹ cho em Đô La cho mình. Bây giờ mình sẽ ăn hết táo của em Đô La luôn. Oh no. Wow, táo ngon quá các bạn ơi. Oh my God! Ăn táo của mình đây, hay là chú ăn táo của mình? À, nơi có chú, nơi có chú mà. Chuột đâu? Mày đập cái đâu? Đâu? Trời ơi, con chuột nào mà nó khôn dữ vậy? Biết ăn cả táo Mỹ luôn nè. Được rồi, con cứ yên tâm nha. Chút xíu mẹ đã chờ, mẹ mua mấy cái bẫy về, mẹ bẫy nó luôn. Nha, đừng có buồn nữa. Mẹ dẹp mấy quả táo này đi, mẹ lấy bim bim cho con ăn nha. Dạ. Bim bim bí đỏ bò nướng mới ra ngon lắm á. Wow. Mẹ bóc cho con ăn nha. Dạ. Con ăn nhanh lên không là chút nữa mấy con chuột nó lại ăn của con tiếp bây giờ đó. Ừ. Ngon quá. Wow, em Đô La lại có bim bim rồi. Mẹ thiên vị thật. Suốt ngày mẹ mua bim bim cho em Đô La mà không mua cho mình. Nhưng mà không sao, mình lại có bim bim ăn rồi. Đưa bim bim đây cho anh. À, bim bim của em mà. Hồi nãy là của em, bây giờ là của anh. Của em mà. Đưa đây cho anh. Của em. Đưa đây cho anh. Của em. Muốn anh đấm không hả? Bim bim thơm quá các bạn. Bim bim này mẹ mua cho em ơi, trả cho em đây, trả cho em đây. Bim bim ngon thế này, làm sao trả được. Ngon quá. Ăn viên trả bim bim cho em không là anh bắt mẹ bây giờ. Em mà nói với mẹ biết á, là em biết tay anh nghe chưa. Em mắc sợ. Nhưng mà ăn viên ăn hay bim bim của em á. Anh ăn viên mà ăn hay bim bim của em là em mắc mẹ đấy. Bim bim ngon như thế này mà chưa ăn là hết rồi. Thơm ngon đến giọt cuối cùng. Ủa đổ hết ra ngoài rồi. Thôi anh chạy cho em nè. Còn đâu nữa mà. Anh đi chạy bim bim cho em. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ đây, mẹ đây, mẹ đây. Chuột đâu? Hả? Chuột nó lại ăn bim bim của con rồi đúng không? Đâu đâu? Đâu ơi. Để mẹ kiểm tra xem nào. Trời ơi. Sao mà nó ăn không còn một miếng nào hết vậy con? Hả? Là do anh Vinh ăn bim bim của con hả? Ừ. Sao con hư quá mẹ Vinh? À thì ra lúc nãy mấy quả táo là do con gầm xong con bỏ dở đó đúng không? Dạ. Mẹ phạt con nhỉ, đi ra ngoài sân thụt chì dầu 100 cái cho mẹ liền. Dạ. Hư quá. Được rồi con trai, mình không cần ăn bim bim cũng không cần ăn táo nữa. Bây giờ mẹ đưa con trai đi siêu thị á, mua đồ chơi đi. Đó. Đi cắt. Dạ. 50. Mệt quá các bạn. Do cái mồm làm hại cái thân nè, tại nó đó.
tại nó mệt quá. 51, 52, không biết khi nào mới đến 100 trời.